Hôm nay xin trân trọng kính chào cô chú, anh chị, các bạn và các em thân mến. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm cho con già bắt luôn. Là trong bộ phim này. Bây giờ hôm nay xin chào cô ạ. Cô mới đâu chú? Cái bên chỗ cũ. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày năm Tây tháng 5 năm 2020, thứ ba hàng tuần là cái ngày mà Hồng Loan phải đi ra ngoài để đi làm việc. Giới thiệu đến quý vị tài xế của Hồng Loan nha. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay vẫn như mọi ngày thì không có gì thay đổi, chỉ có thay đổi mái tóc thôi. Hôm qua Long mới cắt tóc độc nữa đó quý vị. Nhìn nay tóc đẹp hơn hôm qua không? Nhìn được quý vị. Mới cắt tóc nha. Có ai mà tiệm mà cần thợ cắt tóc mà phụ đó, cái gì liên lạc 1-800 Hồng Loan nha. Hình như là không có quay phim á, cắt nó đẹp hơn. Có quay phim mình rung tay thì sao? Hôm bữa cắt không có đẹp bằng bữa nay phải không? Nay đẹp trai quá trời luôn không? Không biết người này của ai đây, đẹp trai quá vậy? Ghê quá. Bây giờ Hồng Loan đang chạy ra hướng cái đường Bô Sa, là khu Westminster, khu của người Việt Nam mình ở Orange County á. Để mình xem thử coi ở ngoài đó coi tình hình như thế nào ha quý vị ha. Theo Hồng Loan được biết đó là thành phố Westminster rất là khó nha quý vị. Nếu như tất cả chúng ta đó ở Westminster mà thấy có những cái nhà hàng, tiệm tóc, tiệm nail hay bất cứ cái small business nào mà mở cửa, nhà hàng mà mở cửa cho khách vô ngồi ăn thì có thể gọi để report lên cho bên city để mà họ xuống. Tại vì hiện tại bây giờ Westminster chưa cho phép được mở những cái business nhỏ, và nhà hàng thì chỉ được to go thôi. Bây giờ Hồng Loan quay ra cái hình ảnh của cái đường ha. Đây là đường Magnolia. Magnolia thì con từ dưới biển con chạy lên á, thì là mình đi theo cái hướng chạy lên đường Bô Sa đó. Thì tới đường Bô Sa mình sẽ quẹo bên tay phải là chúng ta sẽ đi đến Phước Lộc Thọ. Cái khu vực Orange County á, thì người ta thắc mắc là không hiểu sao mà bệnh thì tăng rất là ít, trong khi dân cư ở Orange County thì cũng khá là đông. Có lẽ là do chúng ta chấp hành tốt cái luật ở nhà với lại social distance. Ngoài ra mình còn chấp hành cái vấn đề mà đeo khẩu trang nữa, cho nên không có bị lây lan bệnh nhiều. Bây giờ Đà Hồng Loan đang chạy tới Phước Lộc Thọ nè. Phước Lộc Thọ là vẫn đang đóng cửa. Còn một chiếc xe ha. Đây cái là đường băng ngang Phước Lộc Thọ, đây là tên là đường Sài Gòn đó quý vị. Cái gì nhìn kỹ ha, thấy chữ bản tên Sài Gòn. Sài Gòn không? Sài Gòn. Ok. Còn cái đường mà mình đang chạy là đường Bô Sa nè, thì người Việt mình bên đây gọi là đại lộ Trần Hưng Đạo đó quý vị. Yeah. Hôm nay trời ở ngoài thì cũng ấm áp lắm, cũng 80 mấy 90 độ đó. Đây là chạy ngang trung tâm Thúy Nga. Trung tâm Thúy Nga đấy, nằm ở giữa đó. Thay bảo lọc không ạ? Bảo lọc bự quá, che hết trung tâm rồi. Cái đoạn đường này nè, quý vị đi là buổi tối là quý vị không sợ đói. Chỗ nào cũng đồ ăn đầy hết. Nhưng mà lúc không có dịch thôi. Rồi, bây giờ thì họ cũng bán, nhưng mà họ bán to go quý vị. Họ bán bán là để mang đi. Đây là cái khu mà chính, gần như là chính của người Việt mình. Xe khu ăn cũng uống, rất là đông. Khu ăn uống chính.
khu ăn uống nhà hàng. Ồ, bãi xe cũng đông quá hả? Bên đây là khu Katinat Plaza thì khu này cũng đẹp lắm, khu mới. Bên phải này là có một cơm tấm thành đó quý vị. Ai mà qua Cali cũng đều biết cái quán cơm tấm thành này hết, ăn ngon lắm. Cơm tấm thành, chè Hiển Khánh nằm cùng một khu với nhau. Hai cái tiệm này là nổi tiếng rất là lâu đời của người Việt mình ở bên Mỹ. Và bây giờ là 2 giờ trưa. Hồng Loan xin phép update cái tình hình bệnh của Mỹ. Ca bệnh là 1.232.604 người bệnh. Số người mất là 71.838 và số người được chữa khỏi là 198.935. Coi như là ca bệnh thì tăng khoảng 30.000. Nhưng mà hôm qua lúc mà Hồng Loan đọc cho quý vị hôm qua đó là lúc đó là chỉ mới có 11 giờ trưa thôi phải không? Còn cái này mình đã là 2 giờ rồi thì là tính ra là tới 27 tiếng. Thì ca bệnh là tăng là 32.000 ca bệnh. Số người được chữa khỏi thì hôm nay rất là mừng luôn. Số người được chữa khỏi là được khoảng 17.500 người. Wow, phải nhiều không? Quá ha. 181, 81 tới 98. Mười mấy ngàn là thấy là mừng rồi. Hôm nay hôm bữa nhiều. Cao nhất là 10.000. Bây giờ là tới 17-18.000 nữa là quá mừng rồi. Dạ. Chắc có lẽ là họ xài đúng cái loại thuốc, cách điều trị của họ đúng thì bắt sao? Bắt đầu đã biết cách điều trị, biết cách điều trị cho bệnh nhân, cho nên người được phục hồi nhiều. Thì cái tình hình này khả quan quá. Thì Hồng Loan được biết là cũng cái bên Nhật đó họ cũng nghiên cứu cái thuốc gì mà từ hôm bữa mà họ nói là có thể chữa được bệnh, mà nếu được thì họ sẽ gửi cho đi khắp thế giới đó. Thì hiện nay họ cũng đang nghiên cứu rất là tốt cái thuốc đó. Và ngoài ra có một cái công ty của Mỹ, đó là công ty Pfizer. Thì cái công ty này kết hợp với một công ty chế tạo thuốc của Đức. Thì họ đang chế tạo một cái loại vaccine tên là BNT162. Và hiện nay họ đang chờ để được thử nghiệm trên người tại Mỹ. Có nghĩa là họ đã thử nghiệm trên chuột, trên những con vật rồi. Và bây giờ kết quả khả quan và đang chờ để được approve thử nghiệm ở trên người. Thì cái thuốc này đó, cái vaccine này á, là khi mà tiêm vô người của mình thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều kháng thể để chúng ta có thể chống lại được con virus. Và trước mắt thì người ta xin phép để mà được thử nghiệm trên những người đã bị dương tính với lại COVID-19 với cái lứa tuổi là từ 18 cho tới 55 tuổi. Như vậy thì chúng ta cũng chờ đợi để mà xem cái kết quả cái vaccine này sắp tới họ thử nghiệm sẽ như thế nào ha quý vị. Bây giờ Lân với Lộc đang đi tới cái chỗ đi mua cái face shield á. Có cái anh bạn ảnh có bán cái đó thì Lộc nhìn thấy nó cũng đẹp phải không anh? Thấy nó lạ đẹp, giờ mình coi thử ha. Cái đó là cái loại mà nó không phải gắn lên đầu mà là mình đeo cái mắt kiến vô thì nó có cái miếng che luôn á. Số 12. Đây là khu chợ Thuận Phát. Bà con cũng đi mua đồ, mua sắm nhiều lắm. Kế bên đây là Thuận Kiều, cơm tấm Thuận Kiều gì. Thì mở chỉ only to go only. Còn đây là American Wellness, là cái chỗ của người bạn. Đây. Còn đó là vậy nè quý vị. Mắt kiến. Cái giọng kiến. Chùi. Rồi, cái miếng này miếng siêu. Miếng này á, nói là mình phải lột ra. Nó có một miếng bảo vệ đấy, cho có bị trầy á.
Đây nè quý vị, nó có cái này, cái khất này nè, nhét vô cái lỗ này. Đó. Hy vọng là được nha, mình cũng định. Ok, được. Rồi. Xong rồi mình ấn này vô. Một bên. Bên đây nữa có cái lỗ đó, chọt nó vô. Chọt cái lỗ nó hơi nhỏ quý vị. Mình chọt nó bằng nghề, nó bằng cao su á, nó chọt nó vô. Ok. Chờ thử nha. Đây bên đó dễ chịu. Hình như dễ chịu á. Cái độ cong nó làm cho mình khó thấy đường không? Không. Dạ. Thì cái đường mà Brockhart này nè là khu người Việt của mình bây giờ cũng rất là sung. Anh đi ra bên kia cái đi thẳng giống dễ hơn. Mấy cái tiệm mà cà phê mà Starbucks á, thì chỗ nào mà nó có drive-thru á, thì nó mới mở cửa. Chứ còn nó không có cái cửa sổ mà drive-thru là nó không có mở cửa, nó đóng cửa tiệm luôn. Mà nó đóng từ lâu luôn rồi đó ha, từ hôm mười mấy tháng 3 luôn. Nhưng mà mình không biết làm sao. Tại sao lại Starbucks nó lại đầu tư bên Trung Quốc mấy chục triệu hả? Em không biết bao nhiêu nhưng mà nó mới vừa đầu tư. Mới đầu tư bên Trung Quốc quá trời luôn. Trong khi tất cả các hãng bây giờ người ta đang tìm cách người ta rút khỏi Trung Quốc. Giống như là hãng Apple họ cũng nói là họ sẽ rút dần từ từ. Và hiện bây giờ họ đang đi tìm một cái đối tác mới ở một đất nước khác. Thì cũng có hy vọng là họ sẽ chọn điểm đến là Việt Nam. Thì thật sự mình cũng mong đây là cái thời điểm mà người ta bỏ Trung Quốc người ta đi và người ta tìm những nơi khác. Thì khi mà người ta tìm đến Việt Nam thì mình hy vọng là Việt Nam mình hãy cố gắng làm việc cho nó đúng với hợp đồng, làm uy tín cho đàng hoàng, cho có uy tín để mà giữ khách hàng. Thật ra Việt Nam mình cũng giỏi lắm nhưng mà hay bị vấn đề ấy, kiểu như là lúc thời gian đầu thì mình làm tốt nhưng mà cái từ từ cái là bắt đầu là không có còn đúng được như cái tiêu chuẩn tốt của cái thời gian đầu nữa, thường là hay bị như vậy. Thì cũng mong là người Việt Nam của mình biết chọn đúng cơ hội và mình làm việc tốt để mà mình giữ được cái mối quan hệ lâu dài. Nói về chuyện mở cửa đó thì ở bên Alabama quý vị có một cái tiệm tóc nó tên là The Nail Room, thì vừa làm tóc làm nail á, thì phải, thì ổng đã cho cái tiệm của mình á, mở cửa. Và ở bên đó thì họ chưa có cho mà tiệm nail tiệm tóc mở cửa, mà ông mở cửa là ông đã phạm luật rồi, thì police xuống phạt $1,000. Vậy nha, mà qua ngày hôm sau ổng vẫn mở tiếp, phạt thêm $1,000 nữa, mà ổng còn nói là ổng sẽ vẫn mở nữa, là bởi vì ổng muốn khuyến khích cái vấn đề mà mở lại tất cả nền kinh tế. Mà nó cũng có hai cái dư luận, một bên dư luận là một bên là khuyến khích, tại vì ông này nếu mà ổng không mở cửa, ổng không đi làm thì nhân viên của ổng, con cái ổng rồi gia đình ổng không có, giống như không có tiền để mà trang trải. Thì nó có hai dư luận trái chiều nhau. Trong khoảng thời gian gần đây đó thì người ta phát hiện ra là khẩu trang giỏm nó xâm nhập thị trường nước Mỹ, gây nguy hại cho rất là nhiều người. Theo cái bản tin của tờ Wall Street Journal hôm Chủ nhật đó, thì là bệnh viện Lawrence General Hospital ở Massachusetts nè, là phải thu hồi tất cả các khẩu trang mà cấp cho y tá và nhân viên của bệnh viện. Cái khẩu trang này là khẩu trang N95, mà khi mà xem lại thì nó không có đúng tiêu chuẩn N95 của Mỹ. 60% là không có che chắn được cái gì hết, không có đúng tiêu chuẩn mà che chắn. Rồi ở Colorado, là Illinois, rồi Missouri, khắp nơi luôn. Thì có nơi đó thì họ xài cái khẩu trang là
KN95. Thì KN95 là nó làm theo tiêu chuẩn của N95 của Mỹ, nhưng mà do Trung Quốc sản xuất. Đó thì phát hiện ra là quá nhiều những cái khẩu trang không có đúng tiêu chuẩn, gây hại cho đến y tá, bác sĩ và nhiều người khác nữa. Nói là cũng lại là Trung Quốc nữa. Thì hiện tại bây giờ người ta gọi là Five Eyes Liên Minh, nghĩa là tình báo của năm nước Mỹ nè, Anh nè, Australia, New Zealand và Canada đã cùng nắm tay nhau để mà cáo buộc Trung Quốc về cái tội che giấu thông tin về virus. Có nghĩa là nó đưa cái thông tin ra quá trễ, khi mà cái bệnh đã quá nặng rồi, thì họ che giấu cái thông tin đó để mà họ thu gom hết tất cả những trang thiết bị y tế của toàn thế giới, họ đem về đất nước họ. Họ không xuất khẩu ra mà họ gom hết. Ngoài ra đó họ còn xin được những nước khác tài trợ những trang thiết bị y tế đó cho họ nữa. Rồi họ ôm vô hết. Cho đến khi mà họ tuyên bố cái dịch ra thì khắp nơi người ta bị thiếu hết trang thiết bị y tế. Đó, rồi sau đó rồi bắt đầu họ lại sản xuất và họ lại bán ngược lại cho tất cả khắp nơi. Ngoài những cái đồ mà họ nhận người ta cho họ bán lại, họ còn bán những cái đồ dởm mà do họ tự sản xuất ra, gây hại biết bao nhiêu cho đến thế giới. Mình chờ đợi cho đến dịch xong hết rồi người ta sẽ giải quyết, với lại những cái chuyện mà họ gây ra cái hậu quả như vậy nó sẽ như thế nào, chúng ta hãy chờ xem nha quý vị. Bây giờ phải Long phải đi vô đi làm rồi. À, để Long muốn nói một cái thông tin này nữa, mình nói về cơ hội của Việt Nam đó. Thì Việt Nam cho biết là bắt đầu thử nghiệm cái vaccine COVID-19 ở trên chuột. Và nếu như cái vaccine này thành công thì họ sẽ thử nghiệm trên người và có hy vọng là sẽ có vaccine made in Việt Nam. Người Việt Nam mình rất là giỏi nha quý vị. Rất là thông minh. Việt Nam mình rất là thông minh. Nhưng mà mình đặt cái đó đúng chỗ, đúng nơi thì sẽ làm được rất là nhiều điều có lợi. Thì cái công ty... đó, công ty của Việt Nam là phối hợp với lại một cái trường đại học Bristol của Anh để mà sản xuất cái vaccine đó. Thì mình cũng hy vọng là sẽ ra được cái vaccine tốt để mà tiêm chủng cho tất cả mọi người. Ok, quá mừng rồi. Rồi ngoài ra Việt Nam còn sản xuất được cái máy thở nữa. Sản xuất được cái máy thở mà made in Việt Nam chính cống luôn. Thì mình chưa nghe được cái feedback là có tốt hay là không. Đã sản xuất ra rồi nha quý vị. Thì để mình tìm hiểu thử xem coi cái đó nó có tốt không. Hy vọng mọi cái đều tốt. Và một cái điều mà mình cũng chờ đợi đó là chính quyền của Tổng thống Trump là đang tăng tốc thúc đẩy một cái sáng kiến là đưa những cái chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu ra khỏi Trung Quốc. Có nghĩa là ông sẽ có thể là giảm thuế, có thể là cho những cái công ty của Mỹ để mà quay trở về Mỹ, hoặc là sẽ làm như thế nào đó để cho những công ty đang ở Trung Quốc rút ra khỏi Trung Quốc. Thì cái vấn đề mà mình biết là ông sẽ tăng cái mức thuế lên 25% đối với những hàng hóa của Trung Quốc mà nhập vô Mỹ. Ngoài ra đó thì là Mỹ cũng kết hợp với lại Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Việt Nam để mà tiến hành những cái đó, có thể là giảm thuế cho những nước khác, tăng thuế Trung Quốc, hỗ trợ cho những cái công ty của Mỹ hiện giờ đang hoạt động ở Trung Quốc rút ra khỏi Trung Quốc để mà đi các nước khác hoặc là trở về Mỹ. Đó là điều mình mong đợi nhất luôn. Thì Lộc với Loan nói đây thì ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có người tốt, cũng có người xấu. Mình không có nói hết, nhưng mà mình chỉ nói là cái gì trước mắt mình thấy thôi. Thì mong mọi người cùng hiểu và thông cảm thì bức xúc của hai vợ chồng. Nếu mà ai mà đồng ý với lại ý kiến của Loan Nhật thì giơ tay lên. Giơ tay đâu thấy đâu, bấm nút like đi. Giơ tay ở trong comment đó. Đúng rồi, trong comment đó nó quý vị có thể giơ tay về hay là nút number 1 hay là nút 2 cũng được. Với lại I love you đúng quý vị. Có một cái tin này cũng rất là khá là thú vị. Có một anh chàng này, ảnh từ Salt Lake City,
để mà ảnh lái xe từ đó đến California để mà ảnh mua xe Lamborghini. Dữ không? Thì ở Salt Lake City đâu có xe đó. Không có xe, không có hãng xe. Mà đặc biệt á, khi mà cảnh sát stop anh này lại, bắt anh này lại đó, thì hỏi bằng lái, anh không có bằng lái. Trời, dám lái xe đi mà không có bằng lái. Không có bằng lái. Mấy tuổi mà không bằng lái? Anh 5 tuổi. 5 tuổi? Trời ơi. Cái tin mình nghe mình hết hồn cái gì ha. Mới có 5 tuổi thôi mà dám lấy xe SUV là cái xe loại cao á, của ba mẹ, để mà chạy từ Salt Lake City đến California. Mà chạy được lâu không? Chạy chỉ được có 2 mai thôi. Có nghĩa là từ nhà ảnh chạy ra mới lên freeway. Lên freeway luôn. Lên freeway nha quý vị. Thì cảnh sát nói là thấy chiếc xe nào hồi trước chạy xong mà tốc độ freeway thì tốc độ thì người ta thường đi là 65 mai một giờ. Cảnh sát bắt ảnh thì ảnh thấy ảnh chạy xe có 30 mai một giờ thôi, 30 mai một giờ thôi. Mà chạy được đàng hoàng. Chạy đàng hoàng. Thì thấy cũng lâu lâu lạng qua đâu lâu lạng lại. Thì cảnh sát người ta nói là ảnh tưởng là cái người lái xe đó là một cái người giống như khuyết tật, hoặc là những cái người nào bị bệnh, người già đó, hay có những trường hợp mà bị chạy như vậy lắm. Ảnh mới stop xe lại để ảnh muốn giúp đỡ. Thì ảnh mở cửa ra thì ảnh bất ngờ. Trời đất ơi. Cậu bé mới có 5 tuổi thôi, nhỏ tuổi hơn Gia Linh nhà mình nữa. Mà sao đi mua Lamborghini? Tại vì ba mẹ nói con coi phim con thấy người ta đi Lamborghini con thích quá. Kêu ba mẹ mua, ba mẹ không cho. Tức tốc, giận quá cãi lộn với ba mẹ, xách chìa khóa. Mà sao hay ha. Sao lấy chìa khóa leo lên. Anh nghĩ là chắc có lẽ là ba má người này chắc đã có dạy cho lái xe rồi. Còn nếu không là cậu bé này không quá thông nào, minh, quá không giỏi, quá được. Thông minh á. Mặc dầu nó làm cái điều không đúng nhưng mà nó quá thông minh. Thứ nhất là nó biết cách lái xe, biết ve cái xe, chạy cái xe ra khỏi nhà là quá giỏi rồi. Lên được trên freeway luôn, quá xuất sắc luôn. Ừ. Phải không? Mà cái điều quan trọng nữa, 5 tuổi sao cái chân nó đập tới cái thì ga với cái thắng. Nó đứng lái thì cũng được. Đứng lái hả? Nó đứng lái. Ôi, kinh nhưng khủng. Nhưng mà giờ là ba má là mệt á, ba mẹ là mệt. Thì cảnh sát nói là có gọi cho cái ba má tới. Thì hai vợ chồng đang đứng trước một cái nguy cơ rất là lớn là có thể mất con. Đúng vì... rồi. Dạ. Ở bên đây là như vậy mà con còn nhỏ mà để mà có thể mà tự đi ra khỏi nhà. Vậy là ba mẹ sẽ bị mệt mỏi lắm. Nhiều khi người ta bắt con mình, ta đưa vô mấy chỗ social cho ở trong đó nuôi giữ này, nói là tại vì mình nuôi con mình mà không có bảo đảm. Đứa nhỏ mình nó thông minh á, mà nếu mà nó áp dụng đúng vô cái trường hợp với lứa tuổi của nó làm những cái điều đúng á, thì nó rất là giỏi luôn. Còn mình nó làm những cái điều mà nó quá nó đi thì nó sẽ gây tổn hại đến cha mẹ, bởi vì cũng khổ. Gia Linh hôm bữa cũng nói em, mẹ, I wish I have a Lamborghini car. My first car là Lamborghini car. Trời, ok. Đi coi phim rồi coi ở trên mạng rồi coi mấy anh mấy chị lớn đó rồi bắt chước. Mà cái cậu bé này là cậu có một người chị gái, thì cậu nói mập mờ với lại cái người cảnh sát là chị của cậu ở San Diego. Cậu muốn chạy đến đó để mà nhờ chị cậu dẫn cậu đi mua xe. Mà cảnh sát hỏi vậy con có tiền không, thì cậu bé nói là con có $3. Trời ơi đất ơi, kinh khủng mua gì con mà những đứa mà nói vậy là cũng khổ dữ lắm. Mua xe Lamborghini làm chi, thời buổi bây giờ á là có chiếc xe này nè, đi bảo đảm mọi người đều nhìn liếc mắt lé mắt há hốc mồm luôn, nhìn luôn đó. Đó, nhìn thấy gì thấy không đó. Một chiếc xe này là của coronavirus xe. Một chiếc xe này là của anh Ấn Độ, ảnh làm từ một chiếc xe gắn máy, ảnh gắn ở ngoài ra thêm 4 cái bánh nữa, tất cả là 6 bánh. Hay quá à. Anh nói là anh đi muốn giống như là khuyến cáo người nhắc ta nhở mọi người về cái coronavirus. Tại vì coronavirus nó khắp mọi nơi. Lamborghini chuyện nhỏ, chiếc này mới dữ nè. Công nhận hay thiệt. Mà làm đẹp chứ sợ luôn á ha. Làm đẹp quá. Chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh, cái này nó vui nhưng mà nó hơi mang tính chất người lớn một chút nha quý vị. Thì cái anh này ảnh cũng
anh suy nghĩ ra một cái cách để mà thay cho cái mask mà rất là bảo đảm an toàn, là sẽ không có bị nhiễm coronavirus khi mà có ai mà ho hay là át xì hay bất cứ cái gì trước mặt mình cũng không có sao luôn. Ông lấy cái khăn đó rồi ông thổi kìa, hay thiệt. Đó, kéo xuống thấy không? Có nghĩa là ở trong đó là đã có đủ khí oxy để ảnh thở. Có oxy để ảnh thở trong vòng 1 phút. Không biết thở trong bao lâu. Ý tưởng này cũng hay, có ai dám làm không? Có ai dám làm thử chụp hình gửi cho ông Lon coi. Kinh khủng. Ngày hôm qua đó, cái video của ngày hôm qua thì được mọi người chúc sức khỏe đến gia đình của Bảo Lộc, Hồng Loan, cũng như chúc sức khỏe ba mẹ Bảo Quốc và mẹ Thu Thủy. Thì thay mặt ba mẹ Lộc Loan cảm ơn quý vị rất là nhiều. Với lại có nhiều người cũng lo lắng là sợ trong cái lúc này mà ba Bảo Quốc mà đi lên những cái chỗ như vậy thì không an toàn. Nhưng mà quý vị hãy yên tâm là ở chỗ cái bệnh viện đó, ngay cái khu vực mà ba đi đó, là không có chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Và trong bệnh viện mình chỉ đi vô cái khu vực phòng khám thôi, chứ mình cũng không có đi vô bệnh viện nữa. Bệnh viện là Loan với Lộc quay cho quý vị xem thôi, còn mình là mình chỉ đi qua bên cái phía mà test rồi chụp MRI rồi mình vô văn phòng bác sĩ thôi, chứ mình không có đi vô trong bệnh viện, cho nên không có gì nguy hiểm hết, nên quý vị đừng có lo ha. Đó, bệnh viện thì quý vị cũng thấy đó, họ rất là kỹ càng, rất là sạch sẽ. Mà bản thân mình thì mình cũng rửa tay rất là thường xuyên, hầu như là cứ 1-2 phút là rửa tay lần, tại vì có đầy đủ hand sanitizer hết. Loan với Lộc cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nè. Cảm ơn Diện Hồ, thì chị nói là lúc nào chị cũng thích tụi em hết. Bảo Lộc ơi, yêu gia đình em quá. Chà, hôm nay được kêu tên Bảo Lộc nha. Hôm nay có tóc mới thì như cứ được người ta kêu nhiều nha. Rồi Bo Nguyễn thì khen là hai bạn nói chuyện dễ thương quá. Cảm ơn bạn Bo nhiều nha. Chúc bạn và gia đình luôn luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe ha. Rồi Trang Trương thì lúc nào cũng ủng hộ Loan với Lộc hết nè. Rồi Cường Quỳnh thì nói là đang trong thời dịch nhưng xem hai vợ chồng bạn vui vẻ và mang đến cho mọi người nhiều thông tin về thuốc trị bệnh, mình cũng thấy lạc quan hơn nhiều. Nghe chú Bảo Quốc tái khám tốt hết vậy cũng vui lây. Chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn bạn Cường rất là nhiều. Bạn cũng đã ủng hộ và theo dõi Loan với Lộc nhiều lắm. Rồi Thanh Thảo Nguyễn thì nói là bác Bảo Quốc và bác gái đẹp quá, con thấy bác khỏe con vui lắm. Ủa, hôm qua bịt khẩu trang kín mít mà vẫn còn lộ lên cái nét đẹp đó ta. Không, chắc có lẽ là coi mấy cái video trước rồi. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Thanh Thảo. Thanh Thảo nói là hai vợ chồng Hồng Loan đẹp đôi, nói chuyện hay ý nghĩa, em ngưỡng mộ chị Loan nhiều lắm. Hiếu Thảo xinh đẹp, chúc gia đình chị luôn hạnh phúc. Cảm ơn Thảo nhiều lắm. Cảm ơn tới bạn Tricilla. Chị nói là thích Hồng Loan đọc thơ con gái. Bài thơ ngày hôm qua đó là thương con gái là phải đi con trai. Phải câu đó nhất phải không chị? Như cái số đàn ông của tụi mình này, là sinh ra để đàn bà phụ nữ đi hay sao á. Mà mỗi lần mà mình nói lên á, phụ nữ ủng hộ mà đàn ông cũng ủng hộ nữa. Thì đúng rồi, người ta nói mà tự nhiên người ta đang ở với cha mẹ người ta đang vui sướng hạnh phúc, rồi rước người ta về, rồi bắt người ta phải hầu chồng, phải chăm sóc gia đình, phải sanh con đẻ cái, thì phải thương người ta, phải chăm sóc lo lắng cho người ta chứ, đúng không quý vị? Trời ơi, người ta ok kìa, ta nói kìa. Có cánh đàn ông là lắc đầu thôi. Lắc đầu. Mấy ông mà cũng đâu lắc đầu đâu phải không? Nhưng mà lắc đầu khi nào mà không có vợ cái bên nha quý vị. Vậy là lúc đầu mới tui cái bên là lắc đầu cái gì? Hay là đang nói vậy mà trong bụng là nói khác? Đâu có đâu, thì mình tưởng tượng mấy anh ở trên đó. Hay quá. Hồng Loan cũng đọc cái comment của Lily Chu nha.
mới coi thấy hai vợ chồng em nói chuyện rất dễ thương, đáng yêu quá, và kính chúc cô chú Bảo Quốc bình an, mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn chị Lily. Rồi Cindy Nguyễn nữa, chị cũng nói là rất thích xem YouTube của Loan với Lộc. Chị ở Perth, Australia, qua được 30 năm rồi và cũng thường theo dõi bà Bảo Quốc. Rất là cảm ơn tình yêu thương của chị đối với bà Bảo Quốc bao nhiêu năm nay, và tình yêu thương của chị đối với tụi em trong lúc này. Chúc sức khỏe gia đình chị nha. Rồi bên chú Frank Hurt thì cũng chúc ba mẹ của con được mạnh khỏe. Con cũng cảm ơn chú. Rồi có em Selena Quỳnh thì nói là phải kêu tên của em không, em khóc. Hôm trước anh chị có kêu rồi mà hôm nay kêu lại nha. Selena Quỳnh, Selena Quỳnh. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ ha, không có khóc nha. Coi cái clip của anh chị là phải vui nha. Rồi bạn Nguyễn Văn Dũng nói là thấy chú Bảo Quốc khỏe mạnh là vui rồi. Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của hai vợ chồng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Nghe khoái quá. Hình như cái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu là để chỉ dành riêng cho con gái thôi. Có đúng vậy không có gì? Người ta nói cả hai mà dành chi vậy? Rồi Thành Đạt Game nè, cũng ủng hộ anh chị nè. Rồi Thanh Phạm, cảm ơn chị đã chúc mừng cho gia đình em có ba được nhiều sức khỏe. Rồi Thảo Bùi, rồi Julia Nasuki, mọi người đều chúc sức khỏe của bà Bảo Quốc. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mai Vi Đặng, rồi Lễ Trần, rồi có bạn Như Quỳnh thì bạn nói là bạn làm nurse ở trong ICU của UCLA. Vậy là giỏi lắm, giỏi đó, lắm nha. Đó nha. Tại vì ở UCLA là tuyển toàn là bác sĩ. Đúng rồi, y tá, tuyển những người giỏi. Khi mà mình học ra trường mình giỏi thì họ mời mình ở lại làm việc, có phải không Như Quỳnh? Và Hồng Loan cũng xin cảm ơn tới bạn Nguyên Nguyễn. Từ hôm bữa giờ bạn cũng comment rất là nhiều. Rồi bạn chúc gia đình của Hồng Loan, rồi bạn còn hỏi ủa sao gia đình Loan ai cũng đẹp quá vậy, mình hâm mộ quá. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Okay. Dạ, rất là cảm ơn mọi người đã rất là yêu thương bà Bảo Quốc cũng như là mẹ, rồi Lộc Loan cùng với lại bé Gia Linh. Tất cả mọi người trong gia đình cũng... Có người khen Hiếu nữa chứ, bà Hiếu nữa. Tất cả mọi người trong gia đình của Hồng Loan thì cũng xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta luôn thật là nhiều sức khỏe ha. Nhiều người hỏi là Hiếu là cái gì của gia đình thì hôm nay Hồng Loan cũng nói luôn. Hiếu là bạn thân của Hồng Loan, nhưng từ lúc Loan bắt đầu qua Mỹ thì gặp Hiếu thì Hiếu cũng giúp đỡ Loan với Lộc rất là nhiều trong thời gian mà Loan mới qua. Rồi giỡn chơi kết nghĩa anh em, mà nó kêu mà sư huynh thì bình thường quá cho nên phải kêu là tỷ tỷ. Hai đứa kết nghĩa anh em nhau, nhưng mà anh thì là tỷ tỷ, còn Hồng Loan là muội muội. Bật mí cho cả nhà cùng biết ha. Và bây giờ đã đến lúc phải chào tạm biệt quý vị rồi. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và đừng quên bấm nút subscribe, bấm nút like và share cái video này nhé. Chào tạm biệt.